Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một dự án DeFi cho phép chúng ta có thể theo dõi tài sản của mình ở trên nhiều blockchain khác nhau, cũng như là sử dụng một số tính năng quan trọng trên cùng một nền tảng, ví dụ như là tính năng swap token. Thì tên của dự án là DePocket và tên của đồng coin là đồng coin Depot. Cái ý tưởng của DePocket thì khá giống với cả dự án Coin98, đó là tập trung cải thiện cái trải nghiệm của người dùng cuối khi mà sử dụng DeFi. DePocket thì họ làm cái dashboard để chúng ta theo dõi, còn Coin98 thì là một cái ví tích hợp chức năng giao dịch. Ngoài ra thì hai dự án này đều là dự án của người Việt Nam. Cái team dự án DePocket cũng là team dự án Việt Nam. Cái sự khác biệt là DePocket ra đời muộn hơn, mãi tới cuối năm 2021 tháng 12 thì dự án mới triển khai token của mình và mới bắt đầu làm marketing để mọi người biết tới dự án. Nên là vốn hóa của DePocket khá là nhỏ. Hiện tại thì vốn hóa chỉ có khoảng 500.000 USD mà thôi, nếu mà xét về những đồng token đã được mở khóa từ tháng 12 cho tới bây giờ. Bản thân mình thấy rằng đây là một cơ hội mà chúng ta có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì trước khi vào trong cái phần chi tiết của video thì mình muốn chia sẻ rằng đây là một video được tài trợ, có nghĩa là team Mr. Coin sẽ thay mặt dự án để mà chia sẻ những thông tin từ dự án đến với các bạn. Tuy nhiên cái nguyên tắc của bọn mình là cho dù video có được tài trợ thì bọn mình vẫn sẽ chia sẻ đầy đủ những thông tin một cách nó minh bạch, một cách nó khách quan nhất để các bạn có thể ra được quyết định đầu tư nó chính xác và nó hiệu quả. Video này gồm có 5 phần. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về dự án, chia sẻ về ứng dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần phân tích cơ bản. Phần 3 và phần 4 thì chúng ta sẽ tập trung vào token. Đó, phần 3 là tokenomics và phần 4 là phân tích đồ thị giá. Cuối cùng thì mình sẽ kết luận bằng cái phân tích SWOT, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà DePocket đang gặp phải. Đầu tiên giới thiệu về dự án, DePocket là một nền tảng tổng hợp thông tin cũng như là có những tính năng quan trọng ở trong DeFi như là swap token để các bạn có thể sử dụng DeFi một cách nó thuận tiện hơn. Tại vì nền tảng DePocket thì họ liên kết với nhiều blockchain và DApp khác nhau. Cái vấn đề mà DePocket giải quyết ở đây, như mình đã chia sẻ, đó chính là cải thiện cái trải nghiệm người dùng. Khi mà chúng ta có tất cả những thông tin và tất cả những tính năng ở trên cùng một nền tảng như vậy thì sẽ rất là tiện, chúng ta sẽ không cần phải theo dõi từng cái ví của chúng ta một. Tại vì mình biết là hiện tại thì thế giới blockchain nó đang khá là phân mảnh, và những người dùng mà mới vào thì đôi khi là chúng ta sẽ thấy có quá nhiều thứ để mà chúng ta phải kiểm soát. Đã nên là có nhiều người thì họ không sử dụng DeFi luôn mà họ vẫn sử dụng những sàn giao dịch tập trung tại vì nó tiện hơn. Thì DePocket giải quyết cái vấn đề phân mảnh đó bằng cách là tổng hợp tất cả thông tin và các tính năng ở trên cùng một nền tảng. DePocket là viết tắt của Decentralized Asset in Your Pocket, có nghĩa là tất cả những tài sản phi tập trung ở trong cùng một cái ví. Đó thì đó là cái mục đích chính của dự án. Hiện tại dự án họ đã triển khai cái ứng dụng của mình ở trên web cũng như là ở trên mobile. Mobile thì có ở trên cả Android cũng như là iOS. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái ứng dụng web của DePocket. Các bạn có thể vào depocket.com. Đó, chúng ta có những thông tin quan trọng của dự án ở trên trang chủ. Để mà truy cập vào ứng dụng, chúng ta sẽ ấn vào phần Launch App. Chúng ta có thể chỉnh cái màu sáng hoặc là màu tối tùy theo cái sở thích của chúng ta. Đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng màu sáng. Hiện tại thì ứng dụng đang hỗ trợ 3 blockchain là Near, Solana và Binance Smart Chain, là 3 cái blockchain mà cộng đồng đầu tư ở Việt Nam cũng như là cộng đồng ở trên thế giới, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta sử dụng rất là nhiều. Để bắt đầu sử dụng thì chúng ta có 2 cái lựa chọn, hoặc là chúng ta kết nối DePocket trực tiếp với cả ví crypto của chúng ta, ví dụ như là ví MetaMask hoặc là Wallet Connect, hoặc là chúng ta có thể paste cái địa chỉ ví crypto của chúng ta vào đây. Đó, ví dụ như là mình sẽ sử dụng địa chỉ ví của một cá mập rất là lớn ở trên Binance Smart Chain, hiện tại chúng ta gọi là BNB Smart Chain rồi. Đó, chúng ta ấn tracking nữa để xem được cái thông tin quan trọng. Đầu tiên là tổng giá trị của cái ví này là bao nhiêu, đúng không ạ? Tiếp theo là cái ví này đang hold những cái đồng coin nào, đó, số lượng coin này, tổng giá trị của mỗi cái đồng coin, rồi giá cả của từng đồng coin một, và hiện tại là cái giá này nó tăng lên bao nhiêu phần trăm so với cả một ngày trước đây. Đó, cái điểm khác biệt của DePocket so với cả những cái dashboard khác là ngoài việc chúng ta track
là ví này đang hold những đồng coin nào. Chúng ta có thể track được xem là ví này đang sử dụng những cái ứng dụng DeFi nào và gửi vào mỗi ứng dụng bao nhiêu tài sản. Ví dụ như là ví này thì đang sử dụng những ứng dụng như là Chainchess, một ứng dụng về yield, yield farming, ứng dụng như là PancakeSwap, ứng dụng như là Bakery, BakerySwap này. Đó, hoặc là Venus là một nền tảng, lending token. Các bạn có token dư, các bạn có thể gửi vào Venus để các bạn cho những người khác vay, các bạn sẽ nhận được lãi suất. Ở mỗi nền tảng thì Deepocket hiển thị xem là cái ví này họ đang stake bao nhiêu token vào đó. Đó, đó rất là ok, đầy đủ thông tin đúng không ạ? Đó, các bạn có thể vào cái phần Supported DApp ở đây để các bạn xem là hiện tại có những cái ứng dụng nào được hỗ trợ. Đó, có nhiều ứng dụng ở trong DeFi mà Deepocket họ chưa thể nào mà hỗ trợ được hết, thì dần dần họ sẽ add thêm những ứng dụng vào. Tuy nhiên thì những ứng dụng lớn nhất ở trên ba hệ là BNB Smart Chain, Solana và Near thì hiện tại Deepocket họ đều hỗ trợ. Ngoài việc track xem là hiện tại chúng ta đang có tài sản ở trên những cái hệ nào hoặc là ở trong những cái ứng dụng DeFi nào, thì các bạn có thể sử dụng Deepocket để chúng ta có thể swap token. Cũng đơn giản thôi, các bạn chọn những cặp token mà các bạn muốn swap. Ví dụ ở đây chọn USDT mà swap sang BNB chẳng hạn. Thì Deepocket hoạt động giống như là một nền tảng aggregator, có nghĩa là sẽ tổng hợp những cái thanh khoản từ các cái sàn giao dịch decentralized exchange khác để mà cho các bạn một cái lựa chọn swap nó tối ưu nhất, có nghĩa là phí giao dịch rẻ nhất cũng như là trượt giá thấp nhất. Đó, thì cái ý tưởng này giống như một số dự án như là OneInk chẳng hạn, đó, cũng là một cái nền tảng tổng hợp thanh khoản. Đó, thì đó là cái ứng dụng về exchange ở trên Deepocket. Cái điểm rất là hay của Deepocket mà mình cũng thấy khá là ấn tượng đó chính là voting. Các bạn có thể hold những cái đồng coin depot và các bạn sẽ đề xuất những cái ý tưởng về chức năng cho Deepocket. Những ý tưởng này thì sẽ được cộng đồng vote, biểu quyết, và ý tưởng nào được biểu quyết nhiều thì có thể trở thành một cái chức năng ở trên Deepocket. Mình nghĩ là không phải cái ý tưởng nào cũng sẽ trở thành hiện thực được, tại vì không phải ý tưởng nào nó cũng thực tế ở về mặt kỹ thuật. Nhưng mà có cái chức năng này thì mình nghĩ khá là hay. Nếu mà dự án làm marketing tốt hơn thì thực sự là sẽ thu hút được cái sự quan tâm nhiều hơn của cộng đồng. Hiện tại thì Deepocket ngoài việc triển khai ở trên nền tảng web thì cũng có ứng dụng của mình ở trên Google Play và ở trên App Store để những người sử dụng điện thoại có thể sử dụng ở Deepocket. Khi mà sử dụng ứng dụng điện thoại thì dự án sẽ triển khai những cái notification, những cái thông báo tự động để mà khi mà thị trường có biến động lớn thì sẽ báo cho các bạn để các bạn nắm được cái biến động về tài sản của mình. Hiện tại thì như mình đã chia sẻ, dự án đang hỗ trợ ba cái hệ sinh thái là Near, Solana và Binance Smart Chain. Trong tương lai thì Deepocket sẽ mở rộng ra để mà hỗ trợ những cái hệ sinh thái khác như là Ethereum, Polygon và Flow. Ở đây chúng ta có một cái trailer. Dự án cũng đầu tư khá nhiều về mặt hình ảnh và mặt marketing. Thực sự là bản thân mình thấy cái việc bắt đầu sử dụng Deepocket nó khá là dễ dàng. Các bạn thấy là chúng ta chỉ cần đi qua cái trang chủ này, sau đó ấn vào Launch App, nhập cái địa chỉ ví vào, không cần login, đăng ký gì cả, chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Mở cái dashboard ra thì mọi thứ cũng được show rất là rõ ràng, đúng không ạ? Chứng tỏ là dự án họ cũng có kinh nghiệm trong việc thiết kế những trải nghiệm người dùng cho nó dễ dàng. Đó, đó thì mình thấy cái khoản làm dự án, làm sản phẩm cho tới thời điểm hiện tại đối với Deepocket là mình thấy ok, chúng ta có một sản phẩm chúng ta có thể sử dụng được rồi. Và về những cái ứng dụng DeFi để mà chúng ta track thì như mình chia sẻ thì hiện tại thì những cái ứng dụng lớn thì đã có. Trong tương lai thì dự án sẽ tích hợp thêm nhiều ứng dụng về DeFi khác ở trên những cái hệ mà dự án support. Về an ninh của Deepocket thì dự án đã được audit bởi CertiK. Thực sự là về vấn đề an ninh ở đây thì các bạn thấy được rằng là Deepocket họ không hold coin của chúng ta trực tiếp, giống như là những cái ứng dụng ví như là MetaMask, như là Phantom ở bên hệ Solana, chúng ta sử dụng ví Phantom. Thì cái yêu cầu về an ninh của dự án thì mình sẽ nghĩ là nó thiên về cái mặt bảo vệ cái thông tin người sử dụng hơn, đúng không ạ? Tránh cái việc tracking rồi lưu thông tin người sử dụng hơn,
Còn đây không phải là một nền tảng gọi là hold token của chúng ta. Căng nhất thì chỉ có swap token mà thôi, chứ cũng không phải là những nền tảng như là về lending hoặc là như là về yield farming thì họ hold token của chúng ta. Thì cái an ninh của Deepocket nó cũng không phải là một vấn đề quá căng thẳng. Nhưng mà dự án thì cũng đã thuê Stickcase là một cái đơn vị audit nổi tiếng ở trong thế giới crypto để mà audit cho mình, nó chứng tỏ là dự án họ cũng rất là đầu tư để mà giúp cho nhà đầu tư họ yên tâm hơn cũng như là người sử dụng yên tâm hơn khi mà sử dụng Deepocket. Các bạn có thể lên Stickcase, các bạn tra Deepocket thì sẽ ra được cái báo cáo này để các bạn review. Tiếp theo về phần phân tích cơ bản, chúng ta sẽ điểm qua thông tin về đội dự án. Đội dự án của Deepocket thì họ không chia sẻ cái danh tính của mình và họ chỉ chia sẻ những cái thông tin về kinh nghiệm làm việc của họ mà thôi. Đa phần thì chúng ta có cái người co-founder là họ làm ở trong lĩnh vực IT. Ví dụ như là anh Hoàng Lê này là có hơn 7 năm làm việc về nghiên cứu và phát triển R&D ở trong lĩnh vực kỹ sư phần mềm và blockchain. Hay anh Tuấn Hoàng là CTO thì có hơn 5 năm làm việc ở trong lĩnh vực kỹ sư phần mềm và blockchain. CMO thì chúng ta có một cái bạn nữ thì bạn này có hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực digital marketing và crypto, đã từng là thành viên của dự án MyDeFi Pet, cũng là một cái dự án blockchain game của người Việt Nam. Và chúng ta có một người co-founder thứ tư thì cũng có kinh nghiệm 7 năm làm việc về nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực kỹ sư phần mềm và blockchain. Về nhà đầu tư và đối tác của dự án thì điểm đặc biệt của Deepocket đó là dự án nhận được đầu tư theo dạng grant từ Near Protocol vào tháng 12 vừa qua. Mục tiêu của Deepocket khi mà nhận được cái khoản grant này là sẽ tích hợp càng nhiều những cái ứng dụng DeFi từ Near vào càng tốt đó, để mà hỗ trợ những người sử dụng của hệ Near. Ngoài ra thì dự án cũng nhận được cái sự đầu tư của một số những cái tổ chức quỹ đầu tư khác, có một số quỹ ở Việt Nam như là Carcoin Capital, một số những cái ứng dụng liên kết khác như là Red Finance ở bên hệ Near hoặc là Auto Farm ở trên hệ Binance Smart Chain. Hiện tại thì dự án họ đang đẩy khá là mạnh về cái mặt marketing truyền thông, và như bạn thấy được rằng là dự án họ không chỉ dừng lại ở đối tượng Việt Nam mà ngay từ đầu thì họ đã có cái thiên hướng là hướng ra thế giới để mà phục vụ cái thị trường rộng. Vào tháng 3 hiện tại thì dự án đang tham dự Avalanche Hackathon Asia. Đó, thì đây là một cái cuộc thi về coding do Avalanche Asia Star Fund, một cái quỹ của Avalanche với cái blockchain Avalanche có đồng coin AVAX, đúng không ạ? Bạn nào mà theo dõi nhiều các bạn sẽ biết đây là một cái blockchain khá là tiềm năng. Đó, thì họ có một cái quỹ để mà đầu tư vào những cái dự án hỗ trợ cho hệ sinh thái của mình. Thì khả năng cao là trong thời gian sắp tới thì Deepocket sẽ tích hợp thêm cả cái hệ Avalanche và những cái dApp ở trên hệ này. Thì cái cuộc thi Avalanche Hackathon Asia tổ chức vào tháng 3 ở thời điểm hiện tại mình thấy nó là một cuộc thi khá là lớn với tổng giải thưởng là 5 triệu USD, và dự án Deepocket thì vẫn đang ở trong cuộc thi này và chúng ta sẽ cần phải chờ đợi xem là dự án có được giải cuối cùng hay không. Dự án cũng tích cực tổ chức những cái livestream ở trên những cái phương tiện truyền thông cũng như là livestream với cả những cái đội dự án khác. Vừa qua thì dự án đã livestream với cả tờ báo Cryptopolitan. Đó, thì đây là một trang thông tin về cryptocurrency. Đó, thì CMO của dự án đã tham dự vào một sự kiện tên là Web3 Mastermind cùng với hai cái dự án khác để mà chia sẻ với độc giả của Cryptopolitan về tương lai của Web3. Tháng 2 vừa qua, Deepocket tham gia cuộc thi MVB. MVB là viết tắt của Most Valuable Builder, là hackathon do Binance tổ chức nhằm tìm ra và hỗ trợ các dự án tiềm năng. Thời gian tổ chức của MVB đợt này là từ tháng 1 cho tới tháng 4 năm 2022, có nghĩa là hiện tại thì dự án họ đang ở trong cái hackathon này, đúng không ạ? Dự án một lúc tham gia hai hackathon, một hackathon của Binance Smart Chain, một hackathon của Avalanche, là cho thấy cái nỗ lực về truyền thông marketing của dự án hiện tại họ làm rất là chăm chỉ, rất là nhiều. Và Deepocket đã lọt vào top 5 dự án tốt nhất vào trong cái tuần của tháng 2 để mà được quyền giới thiệu về dự án của mình ở trên Binance Lite và Dora Hex. Các bạn thấy ở đây đúng không ạ? Có một cái livestream ở trên YouTube. À, thì đây là đại diện của dự án Deepocket thì được quyền chia sẻ cái dự án của mình trước độc giả.
Đó, và họ cũng tổ chức những cái cuộc AMA livestream cùng với cả dự án đối tác như là AutoFarm được ạ. AutoFarm là dự án mà Deepocket cũng hỗ trợ trên nền tảng của mình, đúng không ạ? Và tổ chức bug bounty, trả thưởng 10 USD cho mỗi bug lỗi mà cộng đồng tìm được trong Deepocket Mobile App. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần mà chắc hẳn các bạn cũng đang quan tâm là về tokenomics của dự án. Dự án thì có token tên là Depo theo chuẩn BEP20 ở trên BNB Smart Chain. Địa chỉ contract ở đây các bạn có thể lên những trang như là CoinMarketCap và CoinGecko để các bạn tra. Hiện tại thì đồng Depo này đang được giao dịch ở trên MarketSwap và cũng chưa lên những cái sàn lớn nào cả. Vai trò của Depo có 3 vai trò chính. Thứ nhất là để mở khóa và dùng làm phí cho một số tính năng VIP ở trên nền tảng Deepocket. Sắp tới thì dự án sẽ triển khai những tính năng VIP dành cho những người pro. Muốn sử dụng thì chúng ta sẽ cần phải sở hữu cái đồng Depo này. Và holder của Depo thì được quyền tham gia vào quá trình quản trị hệ thống, cũng như là Depo được sử dụng cho những cái nhà phát triển phần mềm nếu mà họ muốn gọi những cái API để mà truy cập dữ liệu on-chain thông qua Deepocket thì họ sẽ cần phải sử dụng Depo để mà họ trả phí. Về nguồn cung thì tổng cung của Depo là 21 triệu tokens, và phân bổ nguồn cung các bạn thấy như sau. Vòng seed sale là 12%, private sale là 8%, IDO là 8% ở trên MarketSwap. Staking sẽ là 21% này. 10% dành cho marketing, 15% dành cho việc vận hành dự án operation, 10% để sử dụng làm liquidity, tạo thanh khoản cho cái việc giao dịch Depo với những đồng token khác. Team dự án thì nhận về 10% và advisors, những người cố vấn của dự án thì nhận được 6%. Các bạn có thể lên cái trang web này để các bạn tra lịch mở khóa của token. Hiện tại chúng ta đang ở tháng thứ tư, tại vì dự án có TGI là vào thời điểm tháng 12 vừa rồi. Tháng thứ tư thì hiện tại chúng ta đã unlock được khoảng 5 triệu token, nó trên tổng số 21 triệu tổng khối lượng. Ở trên CoinMarketCap thì hiện tại chúng ta thấy được rằng là cái thông tin về market cap này nó không được update theo real time, không được update theo thời gian thật, nên chúng ta sẽ cần phải dựa vào cái tokenomics ở đây. Chúng ta lấy 5 triệu nhân với cái giá token hiện tại là khoảng 0.11 thì chúng ta sẽ ra được cái vốn hóa của dự án hiện tại là khoảng 550.000 đô. Ok, và chúng ta sẽ đến cái phần phân tích kỹ thuật luôn. Chúng ta có thể lên dex2.io để chúng ta xem chart của Depo. Những bạn nào mà chúng ta muốn xem chart của những cái token ở trên những cái sàn giao dịch phi tập trung thì chúng ta cứ lên dex2.io. Đó, một lựa chọn rất là tiện lợi. Các bạn thấy là kể từ khi IDO thì giá của token nó đã giảm khá là mạnh. Và hiện tại chúng ta đang có những cái dấu hiệu đảo chiều của trend giảm. Chúng ta đã break out khỏi cái trend giảm lần thứ nhất và đây là lần thứ hai break out. Và có những cái sự pump khá là rõ rệt ở đây là pump khoảng 139% đó, trong một ngày. Ở đây là pump khoảng 174% trong một ngày. Đó. Và kẻ Fibo ra thì chúng ta thấy được rằng là hiện tại giá nó đã gặp cái cản Fibo 0.382 rồi. À, mình kỳ vọng là nếu mà có thể đóng đến ngày ở trên cái ngưỡng 0.27 này thì có khả năng là lên được ngưỡng 0.15. Kết luận thì mình sẽ chia sẻ những cái kết luận riêng của mình về dự án sau khi mình review những cái thông tin đó và mình chia sẻ lại những thông tin này cho các bạn. Về điểm mạnh thì chúng ta thấy được rằng là dự án có cái ứng dụng khá là hữu ích đó và dễ sử dụng. Sản phẩm thì đã có ở trên nền tảng web cũng như là nền tảng mobile. Và sau một vài tháng phát triển thì dự án họ đã có một cái gì đó để mà người dùng hoàn toàn có thể sử dụng được ngay từ bây giờ. Dự án họ cũng đầu tư khá là nhiều thời gian và công sức vào cái việc làm marketing để nâng tầm dự án. Cái tham vọng của dự án mình thấy được rằng là họ không chỉ dừng lại ở đối tượng Việt Nam hay là châu Á mà họ muốn vươn ra thế giới. Và về mặt đầu tư thì vốn hóa của dự án thì rõ ràng còn rất là nhỏ. Vốn hóa lưu thông chỉ có khoảng 550.000 USD mà thôi. Về điểm yếu thì cái ứng dụng của dự án vẫn chưa thực sự nổi bật so với cả nhiều ứng dụng ở trên thị trường. Mình biết là điểm mạnh của dự án là chúng ta có cái việc là hỗ trợ nhiều blockchain khác nhau cũng như là hỗ trợ nhiều DApp khác nhau. Đó, tuy nhiên thì hiện tại một số những cái ứng dụng khác, ví dụ như là cái dashboard ở trên OKX chẳng hạn, thì cũng cho chúng ta những cái tính năng tương tự. Nên là mình nghĩ là dự án sẽ cần phải đầu tư thêm về mặt marketing thì mới có thể
giúp cho nhiều người biết tới và sử dụng và trải nghiệm, họ thấy cái sự mượt của dự án thì họ mới ở lại và dự án mới xây dựng được thêm cái cộng đồng của mình. Cơ hội thì rất là rõ ràng rồi, càng ngày thì lại có càng nhiều người tham gia vào thế giới DeFi. Họ mua crypto ở trên những sàn tập trung, sau đó thì họ lại mong muốn tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư nó lạ hơn, những cái đồng coin mới hơn thì họ sẽ chuyển sang sử dụng DeFi. Và tất nhiên là để farm những cái yield, farm những cái lợi suất từ DeFi thì chắc chắn là họ sẽ cần những ứng dụng như Deepocket để mà họ kiểm soát được cái tài sản của họ ở trên blockchain. Rủi ro thì rõ ràng là chúng ta có hai rủi ro. Thứ nhất là cạnh tranh. Như mình đã chia sẻ thì DeFi là cái mảng cạnh tranh rất là gay gắt và có rất là nhiều dự án họ làm ở trên cùng một ý tưởng. Các bạn thấy được rằng là cái mảng DEX chẳng hạn hoặc là cái mảng lending chẳng hạn thì có rất nhiều dự án, thậm chí là trên cùng một nền tảng họ triển khai cùng một ứng dụng. Về Deepocket thì đó là cái mảng về dashboard, về cái mảng tích hợp thanh khoản để làm sàn DEX thì cũng sẽ có nhiều dự án tương tự cạnh tranh với cả Deepocket. Và rủi ro thứ hai đó chính là vấn đề về mặt luật pháp, đặc biệt là khi mà càng ngày thì các cái chính quyền ở trên thế giới họ lại càng kiểm soát thế giới crypto để mà họ giảm thiểu những cái rủi ro ở trong cái thế giới crypto này đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Thì Deepocket họ có cái tính năng là giao dịch token, là swap token, thì có thể là khi mà luật pháp nó chặt hơn thì cái việc swap token này có thể bị kiểm soát, thì mình cũng không biết là cái giải pháp lúc đó của dự án là sẽ như nào. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay về dự án Deepocket. Mình cảm thấy rằng đây là một dự án mà có vốn hóa khá là nhỏ. Cái ưu điểm chính của dự án là vốn hóa khá là nhỏ và cái ứng dụng là chúng ta đã sử dụng được ở thời điểm hiện tại rồi. Vậy nên là các bạn cũng có thể cân nhắc để mà xem xét đây như một khoản đầu tư tiềm năng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh Mr. Coin và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.